你们好，Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục học bài 3. Đi san cửa. Đi san cửa. Đi san cửa. Đi san cửa. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại to và rõ từ học. Xuế. Xuế. Học tiếng Trung. Xuế hàn yu. Xuế hàn yu. Học tiếng Trung à? Xuế hàn yu ma? Xuế hàn yu ma? Cách này tùy trường hợp mà có thể dịch thành học tiếng Trung à hay học tiếng Trung không? Bạn học tiếng Trung à? Nǐ xuě hàn yǔ ma? Nǐ xuě hàn yǔ ma? Anh học tiếng Trung à? Dùng từ lịch sự. Nǐ xuě hàn yǔ ma? Nǐ xuě hàn yǔ ma? Hãy đáp lại không. Bù. Bù. Bây giờ là từ tiếng Anh. Yên yu. Yên. Yên. Yu. Yu. Yên yu. Yên yu. Học tiếng Anh. Xuế yên yu. Xuế yên yu. Học tiếng Anh à? Xuế yên yu ma? Xuế yên yu ma? Hãy hỏi lại, bạn học tiếng Trung à? Nǐ xuě hàn yǔ ma? Nǐ xuě hàn yǔ ma? Hãy trả lời không học tiếng Anh. Bù, xuế yên yǔ. Bù, xuế yên yǔ.